Cái bị mẻ đầu quá. Rồi, xin chào các anh các chị. Đại Phú Vinh CNC chi nhánh Hà Nội xin gửi lời chào đến toàn thể các anh các chị. Ngày hôm qua tôi có một anh khách hàng có mang phôi đến để thử chiếc máy chuốt tròn WM60RR mà rất là quen thuộc với các anh các chị. Thì đây anh ấy có mang đến cái phôi này. Anh chị thấy là hiện tại trên miền Bắc của chúng ta là rất là nhiều các cái cơ sở người ta bóc ván, làm ván ép thì thừa ra rất là nhiều các cái lõi này và người ta bán với cái chi phí rất là thấp. Thì một số khách hàng đang mua cái phôi này để chúng ta tận dụng để làm một số các cái sản phẩm xuất khẩu. Đấy, thì đây chính là cái phôi đó đã được bóc ra và thường cái lõi còn lại nó vào đâu đó khoảng độ 23 đến 25. Đó thì có một cái đặc trưng là cái phôi này nó rất là mềm, dễ gãy và cong, là thậm chí tươi và độ ẩm rất cao. Thì trong quá trình thử máy tôi sẽ để một số các cái clip ở sau video này để anh chị xem. Thì thấy là rất là nhiều cái tình trạng là bị vỡ đầu. Đấy, và cái đường chuốt nó không được mịn lắm. Thì tôi có nói với anh ấy là cái lý do ở đây là do cái loại phôi của chúng ta nó yếu quá. Và cái tốc độ mà chúng ta đưa phôi vào nó quá là nhanh. Cho nên dẫn đến cái tình trạng là hai con dao đối xứng. Nó không ăn theo một đường mà ăn theo hai đường khác nhau. Từ đó tạo ra các cái vệt và có thể gây lỗi ở một số trong quá trình nếu như mà chúng ta gặp mắt hay gì đó thì nó sẽ bị vỡ ra ở đầu chẳng hạn. Đấy, thì cái cách giải quyết ở đây là chúng ta phải giảm tốc đưa phôi, giảm tốc độ đưa phôi vào của máy thì sẽ cải thiện được cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra. Đấy, thì anh cũng đồng ý với cái quan điểm của tôi và sau khi khách hàng đã chốt mua máy, chúng tôi đã quyết định hỗ trợ anh miễn phí cái việc mà thay đổi tốc độ của máy. Thì như anh chị đều biết là cái máy này nó sẽ không có cái biến tần mà chúng ta thay đổi tốc độ, mà tốc độ được thay bằng hai cái buli ở dưới và ở trên đây. Thì hôm qua cái buli nguyên của máy là nó sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng mà hôm nay là chúng tôi đã làm một cái mới với đường kính lớn hơn, từ đó là nó làm giảm đi cái tốc độ đưa phôi vào của máy. Đó, thì như vậy là cái chuyển động của cái trục này đi vào nó sẽ chậm hơn và từ đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng sản phẩm đầu ra của chúng ta. Thì bây giờ là sau khi đã lắp đặt xong thì tôi làm cái clip để chúng ta quay xem là cái việc mà chúng ta giảm tốc đưa phôi nó sẽ có tác dụng như thế nào đối với cái việc hoàn thiện và chất lượng sản phẩm đầu ra của chúng ta. Đấy, thì vẫn là cái phôi đấy thôi anh chị nhé. Hôm qua khách hàng có để lại cho chúng tôi rất là nhiều các thanh phôi ở kia. Đó. Đấy, thì ở đây là đứng này là nó hơi bị bụi nhưng mà thôi không sao. Đây. Đấy, tốc độ đưa phôi vào là chậm hơn hẳn luôn nhé anh chị nhé. Đó, anh chị thấy hôm qua này. Rồi, cái thanh phôi nó ra. Đấy, anh chị thấy là nó mịn hơn hẳn luôn. Nó mịn hơn khá là nhiều và có một cái là nó giảm hẳn cái độ rung giật đấy, khi mà chúng ta đưa phôi. Đấy. Đấy, một tên cây tiếp theo lại đưa ra. Đây anh chị nhìn, nó không hề bị vỡ một tí nào ở đầu luôn. Và ngay kể cả cái gần mắt này, nó không bị lỗi này. Đó, rất là nhiều mắt trên cái thanh này đều không bị lỗi. Tuyệt vời luôn. Đó. Đấy. Như vậy là anh chị thấy là tôi phải tắt cái máy đi nhé. Rồi. Như vậy có thể thấy rằng là cái việc mà chúng ta giảm tốc đưa phôi nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng đầu ra của sản phẩm.
Đấy, cái máy chuốt tròn này thì anh chị dùng rất là nhiều rồi, nhưng mà thường thường là ít có người thì phải thay đổi cái tốc độ này. Đấy, đây là cũng là một cái cách biến tấu trong quá trình sử dụng để sao mà chúng ta có cái hiệu quả tốt nhất. Đấy, thì quay qua cả vấn đề nội thất, anh chị có thể thấy là hai cái motor, một motor đưa phôi ở bên phải và một đưa motor phay với hai cái trục dao đối xứng để chúng ta chuốt tròn. Đó, đây. Hai trục dao đối xứng. Đấy. Thì anh chị thấy là khi mà tốc độ đưa phôi nó chậm thì con dao này nó ăn xong thì con dao kia nó lại vẫn ăn thêm xít dần dịt vào cái đường đó luôn, cho nên là cái phôi nó chuốt ra nó sẽ nhẵn, nó sẽ mịn hơn hẳn, đúng không ạ? Còn ở đây là cữ với cái kích thước được long ra phù hợp với cả cái sản phẩm đầu ra mà chúng ta yêu cầu. Rồi. Và các cái bộ phận điều chỉnh các cái cữ bán giữ phôi ở đây. Thì cái máy này thì tôi quay nhiều lần rồi, tôi cũng review cụ thể rồi, anh chị cũng biết rõ thôi. Hôm nay tôi làm cái clip này là chỉ để chứng minh cho anh chị thấy là khi mà chúng ta nói chuyện với khách hàng thì chúng ta phải hiểu biết về máy và chúng ta tư vấn nó đúng. Đấy, chứ tránh trường hợp mà mình cứ hứa với người ta mà mình làm xong mà cái sản phẩm ra nó không đúng theo yêu cầu của khách hàng là cái điều đấy rất không tốt anh chị ạ. Đấy, chúng ta là kinh doanh là bền vững và kinh doanh với cả sản xuất là luôn đi đôi với nhau. Thì trong quá trình sử dụng máy của Đại Phúc Vinh CNC, tôi nhấn mạnh là của Đại Phúc Vinh CNC anh chị nhé, tại vì nói thật là kỹ thuật của chúng tôi cũng là toàn người của công ty thôi. Và thường là anh em thì cũng chuyên về các cái dòng máy mà đang Đại Phúc Vinh CNC đang cung cấp. Cho nên là một số các anh chị là có liên hệ với tôi là nhờ xử lý các cái máy của các cái đơn vị khác thì tôi cũng xin phép luôn. Tại vì là kỹ thuật bên công ty là chưa được đào tạo về các cái máy của bên công ty khác đó. Cho nên là cái độ hỗ trợ nó sẽ không được nhiều. Nhưng mà những cái kiến thức cơ bản anh chị vẫn có thể tham khảo qua chúng tôi. Đấy, và nếu như mà dùng máy của Đại Phúc Vinh CNC mà gặp các cái vấn đề trong quá trình sử dụng, anh chị đừng ngại liên hệ trực tiếp với cả hotline. Có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua cái số hotline trên màn hình hoặc là qua các cái chi nhánh của công ty trên toàn quốc. Hoặc thậm chí là lưu luôn số của các cái bạn kỹ thuật mà đi bàn giao máy cho các anh các chị. Đấy, và chúng ta có thể xử lý ngay các cái vấn đề trong quá trình sử dụng anh chị nhé. Đấy, thì tôi xin làm một cái clip ngắn gọn như vậy thôi. Cái phần sau thì tôi sẽ đính kèm các cái clip mà hôm qua tôi quay thử máy cho khách hàng. Đấy, thì nói chung là clip của tôi như anh chị đều biết từ trước đến giờ là không có tăng giảm tốc độ, can chỉnh, sửa gì cả. Thì cứ có sao xem vậy thôi. Chúng ta cùng xem, cùng trao đổi với nhau nhé. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video clip sau. Xin cảm ơn. Tuốt từ 30 về 22. Nói chung cỗ mềm như thế này thì cái lực cắt nó thấp lắm. Nhưng mà phải giảm tốc đi để nó quay đều hơn thì da thanh nó sẽ trơn hơn. Đấy. Đây, như con này nó hơi bị vằn một tí tại vì tốc vào nó đang cao quá. Đấy, đổi bu ly giảm tốc độ đưa phôi đi một chút là được. Có chỗ để nó bám thôi. Đấy, như thanh này ra là đẹp rồi. Đấy.
đẹp hơn rất là nhiều so với cái thanh vừa rồi đúng không? Thanh này thì cho cái thanh 253 cái chứ nó có đẹp hơn. Đúng rồi. Em chạy nhưng mà cái tăng tốc là nó cái thiếu phôi là nó rất nhiều. Vâng vâng. Cái này em không dám chỉnh cho nó bóp nhiều quá để nó vì nó bóp nhiều quá em sợ cái phôi mềm á, nó bị giật tắc nó là khổ. Vâng vâng. Thường xuyên cong cây này nó thường xuyên cong. Tức là nó cong là cái chuyện đương nhiên của cái phôi này. Đúng rồi. Cái người ta bóc là nó cứ dây nên là nó sẽ ấy thế đấy, nó hay bị vỡ mẻ cái đầu. Cái ký đầu này không sao đâu, bọn em là bọn em đến cái này chắc chắn là đấy cái cổ của anh là gần 1m3 mà đến lúc mà da của nó chỉ cần như này thôi, mà cắt đôi ra thì nó vẫn 60 và em thì 60.